Ok, xin chào mọi người. Sắp tới đây Thuận sẽ làm những cái video về chuyên lua nha mọi người. Đó, thì trước đây Thuận chỉ chuyên bán đồ câu lăn xê thì nhiều hơn. Thì vì cái đam mê nó dẫn lối mình đến cái bộ môn lua. Thì sau này Thuận cũng sẽ chơi cái bộ môn lua nhiều hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của anh em ha. Thì hôm nay Thuận cũng sẽ tiếp tục làm combo, nhưng mà là combo lua nha mọi người. Thì tức là khi mà mọi người mua combo lua, nó sẽ được nhiều cái loại, là giá thành nó sẽ rẻ hơn khi mình mua từng món nè, được quà tặng nữa, khách quen thì càng được quà thêm nữa đó. Thì trước mặt mọi người đây là bốn con mồi, Thuận sẽ gom bốn con mồi này vào một cái combo đó. Thì con cóc ghẻ, hai con cóc tun và một con cá khe khan, bốn con mồi này sẽ vô một cái combo nha. Đó. Thì mọi người mua cái combo này sẽ được lợi gì? Thứ nhất, giá nó sẽ rẻ hơn khi mà mua đơn chiếc từng con ha. Thứ hai, Thuận sẽ tặng một trong hai món quà này cho mọi người. Một là cái áo video Thuận này ha. Cái áo này là áo dạng thun lạnh nhưng mà loại cao cấp nha, nó tốt hơn cái loại thun lạnh của giải đá banh tí xíu đó. Đó, thì nó chỉ có một cái logo VT Thuận thôi, logo của Thuận thôi nhưng mà rất là nhỏ nha mọi người. Ở mặt sau của nó sẽ có chữ là tất bật hơn thua và cũng bỏ, an nhiên tự tại và vui. Thì Thuận thấy cái chung là cái dòng chữ này là rất là thích hợp cho anh em dân câu của mình ha, nên là Thuận in nó lên áo này ha. Đây có một thanh niên ngồi lua, đây thanh niên này ngồi gốc cây lua đó. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, an nhiên tự tại và vui. Nói chung là khi mình ra câu cá giải trí mà mình được thư giãn rất là nhiều mọi người đó. Một là mọi người sẽ lấy cái áo này, áo với Thuận. Còn hai thì sẽ tặng cho mọi người, lựa một trong hai nha, một là áo với Thuận hay là áo đai hoa này. Đây một áo với Tê Thuận, áo với Tê Thuận á thì tay dài, còn đai hoa này thì tay ngắn cho mọi người. Đai hoa ha, đó là mặt trước, đây mặt sau với chữ đai hoa luôn. Đây thì mọi người mặc áo này ra đường là biết dân câu rồi ha, giống như bên tim bạc hữu đường xa vậy đó. Đó, cái mặc áo này ra đường là nhìn là biết dân câu liền, nhìn là biết dân chuyên nghiệp liền rồi. Thì nếu mà mọi người mua combo này thì sẽ lựa một trong hai cái này nha. Áo VT Thuận này sẽ mềm hơn, mát hơn, mượt hơn, đi câu mà sẽ đỡ nắng hơn. Áo đai hoa này thì màu đen thì nó sẽ hơi nóng tí xíu đó. Và cái hơi nóng thôi nha, nó hơi hút nóng thôi, nhưng mà giải này giải thì giải không có nóng. Còn cái chất liệu này thì cũng dạng là thun lạnh cao cấp luôn. Rồi ta sẽ trở lại với bộ combo của chúng ta. Con cóc ghẻ, con cóc ghẻ này á cái phần hay của nó là cái phần chân, phần thìa. Thay vì cái thìa của nó là cái thìa bằng inox như trước đây thì nó sẽ đổi lại thành cái thìa này bằng nè, mềm luôn, cao su mềm luôn. Thì con cá táp á sẽ không nhã ha, và cái chất liệu con này cũng rất là mềm nè mọi người đó, thấy chưa. Nên là thận câu con này nó rất là nhạy, cụ bắp như thận mà câu còn dính. Mà hiện tại là thận đang được nâng lên level nha, đóng là dính nó còn dính nha, rồi nhờ những con này thôi đó. Khi mà xuống nước action con này là cái chân này nè, nó đánh tròn 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 nè, tạo action khá là lớn ha. Đó, hai con gót tun này rất là kêu là dạng như là siêu kinh điển rồi, thuộc hàng là siêu kinh điển, rất là nhạy cá. Nhược điểm là đóng vài phát thì nó dễ bị sốc cái lưỡi vô cái con nhái, nhưng mà có lủng luôn, nhưng mà cá anh vẫn câu tiếp được bình thường, không vấn đề gì hết ha. Đây cũng có tun luôn mọi người đó. Và đây là con cá khe khan một lưỡi, con này á hàng Thái Lan, trên 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 cái combo này của Thuận là hàng Thái Lan hết. Con này cũng là hàng Thái Lan luôn, thì con này nó khá là nhạy, nhạy cho những con mà cái lóc bị sảy, cái lóc nhát mồi nè,
cá này nó nhỏ đó. Thực con này cá nó nhiều rồi đó. Rồi ok, đây là bộ combo của mình ha. Mọi người nhớ lựa một trong hai món quà nha, một là áo VT Thuận, hai là áo đai quà nha. Rồi anh em đặt hàng thì cứ inbox với Thuận ha, cứ gọi điện alo hoặc nhắn tin Zalo Facebook thì hàng gửi tới Thuận sẽ cho mọi người mở ra xem hàng bình thường nha. Nếu mà vừa ý thì trả tiền, còn không vừa ý thì trả lại Thuận cũng không vấn đề gì hết. Cảm ơn mọi người.